với bài chia sẻ của nhân giảng: con người sống trên đời có 6 điều không nên tranh giành. Thưa quý vị và các bạn, cổ nhân nói: đoạn tạm nhân sinh, hà tranh danh lợi. Có nghĩa là đời người ngắn ngủi, việc gì phải tranh danh lợi. Đời người chỉ ngắn ngủi như ánh đèn dầu, có thể tranh giành được bao nhiêu ngày tháng. Chúng ta tranh giành nhau giữa không gian nhỏ hẹp của vỏ ốc thì có thể đoạt được thế giới rộng lớn chăng? Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử cũng viết: phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Nghĩa là vì không tranh giành cho nên thiên hạ không ai tranh giành với mình. Con người sống trên đời sẽ không thể tránh được có lúc tâm bất bình, khí không thuận. Nhưng không phải hết thảy sự tình gì cũng đáng để chúng ta tranh giành hơn thua. Một người mãi so đo tính toán sẽ không trở thành một người đại lượng. Người biết nhìn xa trông rộng sẽ không tranh không đoạt, nội tâm luôn tường hòa, điềm tĩnh. Thế sự hỗn loạn đến đi vô thường. Có thể làm được 6 điều không tranh dưới đây chính là trí tuệ, cũng là tu hành. Thứ nhất, không tranh với trời đất là sáng suốt. Con người sinh tồn giữa trời đất, dựa vào tạo hóa của thiên thượng và đức dày của đất mà sinh sôi nảy nở. Cho nên con người phải biết kính sợ trời đất, thuận theo thiên lý. Cổ nhân giảng: thiên nhân hợp nhất. Nếu con người đi ngược lại với thiên lý thì nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Tục ngữ nói: trời sinh voi sinh cỏ. Trời đất tạo nên con người, có ân đức vô lượng đối với con người. Vậy thì con người phải kính trọng trời đất, càng không được đối đầu với trời đất. Đó chính là điều mà cổ nhân giảng: thuận ý trời thì hưng vượng, nghịch ý trời thì diệt vong. Nhân sinh khổ đoạn, bất luận là số mệnh giao phó cho chúng ta cuộc sống như thế nào cũng đều phải quý trọng. Một người chỉ có sống thuận theo thiên mệnh thì cuộc đời mới an tưởng. Trong được có mất, trong mất cũng có được. Không cưỡng cầu mới là thu hoạch lớn nhất đời người, là thái độ sống của người sáng suốt. Điều thứ hai, không tranh với cha mẹ là hiếu thuận. Tục ngữ nói: bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Phát ngôn ra những lời nói cay nghiệt trong lúc bực tức chỉ khiến người ta hả giận nhất thời, nhưng trên thực tế lại hiển lộ rõ ra nhân phẩm của bản thân. Những người thực sự có hàm dưỡng sẽ không tùy tiện khắc khẩu, cũng không vì một chút việc nhỏ mà nói lời tổn thương người khác, đặc biệt là cha mẹ mình. Cha mẹ là những người sinh ra ta, là người thân thiết ruột thịt với mỗi người chúng ta. Nhưng chính vì họ cũng là người ruột thịt thân thiết nhất, che chở bao bọc cho chúng ta nhất, nên chúng ta dễ dàng tranh cãi với họ khi có điều không vừa lòng. Điều này thực sự là không nên. Người xưa có câu: bách thiện hiếu vi tiên. Trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Dù cha mẹ có là người như thế nào thì phận con cái cũng phải thành tâm tôn kính. Chúng ta phải thời khắc ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nói những lời thiếu suy nghĩ sẽ khiến cha mẹ đau lòng, khoảng cách giữa con cái và cha mẹ ngày càng xa hơn. Đến lúc con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn, thì lúc đó đã quá muộn rồi, dù hối hận cũng không còn kịp nữa. Điều thứ ba, không tranh với bạn đời là thấu hiểu. Tục ngữ nói: không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, lục đục. Trong lúc tranh cãi ấy thì ai cũng sẽ cho mình là có lý. Kỳ thực, khi vợ chồng bắt đầu tranh cãi thì ai cũng đều đã không có lý rồi. Khi vợ chồng hình thành nên gia đình thì tự nhiên sẽ hình thành nên mối quan hệ có tôn ti trật tự. Hai bên đều phải khoan dung và nhẫn nhịn. Mỗi bên đều có nghĩa vụ chia sẻ, giúp đỡ đối phương. Không được đòi hỏi đối phương phải tuân theo kỳ vọng để thỏa mãn yêu cầu của mình. Thấu hiểu được điều ấy, vợ chồng sẽ giảm thiểu được tranh cãi, gia đình sẽ yên ấm hơn. Điều thứ tư là không tranh với người thân là hòa khí. Trong Đệ Tử Quy viết: tài vật khinh, oán hà sinh, ngôn ngữ nhẫn, phẫn tự mẫn. Có nghĩa là nếu anh chị em trong một gia đình mà không ai tham lam tài vật thì giữa anh chị em nhất định sẽ không xảy ra oán hận nào cả. Còn đối với những lời nói không thỏa đáng mà anh chị em có thể khoan dung nhường nhịn, bỏ qua được cho nhau thì phẫn hận tự nhiên cũng sẽ tiêu tan, hòa khí được lâu dài. Trong một gia đình, anh chị em nhường nhịn nhau thay vì tranh giành thì không chỉ khiến không khí gia đình vui vẻ thoải mái mà còn khiến cha mẹ yên lòng. Bởi vậy, anh em hòa thuận, yêu thương che chở cho nhau cũng là một cách thể hiện lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Điều thứ năm,
không tranh lợi ích với bạn bè là khoan dung. Cổ ngữ nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Không ít người vì tranh giành lợi ích mà khiến cho tình bạn tan vỡ. Giữa bạn bè, điều quan trọng nhất là có thể thông hiểu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chân thành nguyện ý vì đối phương mà cho đi. Xưa kia, cổ nhân vì bạn bè mà không tiếc sinh mệnh của mình. Bởi vậy, nhường nhịn bạn bè một chút lợi ích cũng là điều nên làm. Nếu một người có tâm danh lợi quá nặng, luôn vì lợi mà kết giao thì sẽ không có tình nghĩa. Người như vậy làm gì cũng suy tính thiệt hơn, muốn phần lợi về mình nên sẽ khiến người khác chán ghét mà xa lánh. Giữa người với người, quen biết là duyên, có thể ở bên nhau lâu dài hay không lại phụ thuộc vào thái độ ứng xử. Khiêm nhường, khoan dung lẫn nhau thì mối quan hệ kết giao sẽ được lâu dài. Và điều thứ 6, không tranh giành với người đời là tự biết mình. Lòng người vốn là tham lam, còn công danh lại là thứ vô chừng mực, đến đi vô thường. Nếu một người trước sau đều bị cái danh ràng buộc thì không thể kiên định trong làm người làm việc được. Mỗi người đều muốn mình có được danh tiếng tốt, nhưng lại không biết rằng cho dù là danh tiếng tốt cũng có thể biến thành gông xiềng trói buộc chính mình. Đó chính là đạo lý mà cổ nhân dạy: đức không xứng vị tất có tai ương. Một người chỉ coi hư danh như mây bay mới là trí giả chân chính. Khi một người rời xa vòng xoáy tranh danh đoạt lợi thì sẽ không vì hư danh mà lãng phí thời gian, tâm sức của mình. Vận tốt cũng không cầu mà tới. Thành công lớn nhất của một người không phải là mù quáng tranh danh đoạt lợi, mà là có thể có được loại năng lực tự nhận biết mình. Người tự biết mình sẽ làm chủ được mình, vui với cuộc sống của mình, không vì mất mà buồn, không vì được mà vui. Có câu nói rất hay rằng: thế gian tất thảy đều như mộng, nhìn thoáng nhìn xa là phúc nhân. Chấp niệm với được mất là căn bệnh của nhiều người hiện đại. Suy cho cùng, vẫn là chúng ta tham lam, luôn muốn có được nhiều hơn, không chịu thỏa mãn. Đời người ngắn ngủi, có gì để đáng tranh đâu. Tranh với danh lợi thì dục vọng sẽ sinh sôi, tranh với số mệnh thì gánh nặng sẽ càng khiến ta mệt mỏi. Tranh với người thân thì quan hệ sẽ ngày càng lạnh nhạt. Tranh với bạn đời thì cuộc sống sẽ thêm phiền toái, chẳng còn bình yên. Tranh với bạn bè thì tình cảm sẽ ngày càng nhạt nhòa. Khi lắng lòng tĩnh lại, cái tâm này chẳng muốn đương đầu với sóng gió. Chỉ khi giữ cho mình một cái độ biết thỏa mãn, không tham lam, cuộc sống tự nhiên sẽ trở nên nhẹ nhõm, đơn giản và bình yên hơn rất nhiều. Vì vậy, người sống ở đời có đức hạnh tu dưỡng thân tâm, đã không làm điều xấu, thì cũng không nên tranh danh thơm tiếng tốt. Chỉ cần chất phác đôn hậu, giữ gìn hòa khí mới là thứ đáng quý nhất trong đối nhân xử thế. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ của nhân giảng: con người sống trên đời có 6 điều không nên tranh.